Chào cả nhà, đây là tiến độ đoạn đầu của dự án nâng cấp kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Trước mặt ta đây là nơi giao nhau của rạch nước lên và kênh đôi ở phường Tân Kiên, Bình Chánh. Đoạn đầu này nằm gần nút giao Tân Kiên, là nơi giao nhau của quốc lộ 1A và đường Võ Văn Kiệt. Cập nhật lần này, mình thấy nhà thầu đang thi công đá dăm ở một số đoạn. Giờ mời cả nhà cùng xem.